Chào mừng các bạn đã đến với Tech Answer, số trả lời câu hỏi tiếp theo trên Ngọc Trần Studio. Cho em hỏi, bây giờ thì có nên mua iPhone 13 Pro không anh? Nghe bảo là màn xanh rồi màn trắng, em nghe cũng rén. iPhone 13 Pro rõ ràng vẫn là một con máy nó có nhiều những thứ hấp dẫn chúng ta, kể từ trang bị này, hay cho tới thiết kế này, hay là chúng ta cũng sẽ có màn hình ProMotion. Nhìn chung thì đây là con máy đang rất ổn áp ở phân khúc tầm giá trên 15 triệu, nhưng mà tất nhiên thì nó cũng sẽ có một vài những vấn đề như bạn đã đề cập. Thì con máy này nó đang bị dính những phốt liên quan đến sọc màn hình, trắng màn hình, hay là một vài những vấn đề liên quan đến dễ hỏng màn hình. Nhìn chung thì con này nó bị màn hình, thế thôi. Thì cái vấn đề về hỏng màn hình ấy, các bạn cũng hiểu là đồ điện tử thì nó cũng sẽ có những cái hên và có những cái xui. Có thể các bạn lựa chọn được một chiếc iPhone 13 Pro và dùng cả một cái vòng đời của nó không bị hỏng màn hình. Nhưng cũng có những chiếc máy mà các bạn chỉ sử dụng khoảng tầm 3-4 tháng là nó bị sọc màn hình. Và chưa kể nhá, hiện tại thì cũng đã có những cái giải pháp sửa màn hình mà không để lộ những sợi dây đồng ra. Thì đấy cũng sẽ là một vài những rủi ro nếu như chúng ta mua những cái chiếc iPhone 13 Pro ở thời điểm hiện tại. Vậy thì thay vì lựa chọn cái rủi ro này, chúng ta sao không nhìn sang một cái sự lựa chọn khác nó an toàn hơn mà nó cũng chênh không nhiều, đó chính là iPhone 14 Pro. Mình có thể để mức giá cho các bạn tham khảo. Với iPhone 13 Pro hiện tại thì nó sẽ rơi vào khoảng là 15 triệu rưỡi đến 15 triệu 8. Trong khi đó thì với iPhone 14 Pro tại Di Động Việt mình đang tham khảo nó sẽ chỉ khoảng tầm 18 triệu hơn mà thôi. Tức là nó sẽ chênh nhau khoảng tầm 3 triệu, mình cứ làm tròn nên là chênh nhau 3 triệu. Thì 3 triệu này nếu như các bạn dùng nó để làm cái phí rủi ro cho các màn hình á, thì nó quá xứng đáng luôn. Với một cái màn hình của chiếc iPhone 13 Pro mà các bạn thay thì nó sẽ phải rơi khoảng tầm từ 6 triệu rưỡi cho đến 7 triệu đồng một cái màn hình zin, một cái màn hình xịn. Trong khi đó nếu như các bạn bỏ ra 3 triệu thì các bạn sẽ nhận lại được một chiếc máy với vòng đời cao hơn, sự an toàn tốt hơn, thiết kế màn hình Dynamic Island, và chúng ta cũng sẽ có những cái trải nghiệm tuyệt vời hơn với iPhone 14 Pro. Thì các bạn thấy sao? Nó rất là xứng đáng đúng không ạ? Bên cạnh đó, iPhone 14 Pro còn mang tới cho các bạn những trải nghiệm độc quyền mà chiếc iPhone 13 Pro sẽ không có. Như kiểu là tính năng quay action mode này, hay là chúng ta có đảo động này. Đây là một trong những tính năng mà bây giờ có thể nói rằng cũng là một cái điểm mới và khác biệt trên những dòng máy kiểu Pro trở lên, hoặc là lên tận iPhone 15 các bạn mới có đảo động. Thì cái điều này chắc chắn là iPhone 13 không có, và khi giữ vào thì nó cũng sẽ tạo ra một vài những hiệu ứng bung ra tỏa vào nhìn đã mắt hơn. Và cái quan trọng nhất đấy là với con iPhone 14 Pro các bạn sẽ có nhiều những cái tính năng quay thú vị hơn, như là Cine Video Mode này, hay là chúng ta có quay ProRes nếu như các bạn muốn quay lock, sau đó thì về chỉnh sửa màu với một lượng dữ liệu về màu sắc nó ok hơn. Và quan trọng nhất đấy là với iPhone 14 Pro thì nó cũng sẽ được cải thiện thêm rất nhiều về cái thời gian sử dụng pin để cho các bạn có những trải nghiệm tốt hơn. Vậy nên với 3 triệu đồng bỏ thêm ấy, thì các bạn sẽ thấy độ an toàn cao hơn, nhiều trải nghiệm tuyệt vời hơn, và chúng ta sẽ thoải mái hơn trong cái việc sử dụng hàng ngày, không phải lo lắng bất kỳ một điều gì. Một vài anh em thì sẽ bảo là nếu như mua iPhone 13 Pro và mua thêm gói bảo hành màn hình thì cũng an toàn hơn. Ok, đấy cũng sẽ là một ý, nhưng khi mà các bạn mua thêm cái gói bảo hành màn hình á thì nó cũng sẽ rơi vào khoảng tầm là 1 triệu, và 1 triệu đó cũng sẽ chỉ duy trì được trong khoảng từ 6 đến 12 tháng tùy từng nơi mà thôi. Vậy thì cái quá trình các bạn sử dụng qua 1 năm thì sao? Thì cái rủi ro đấy nó lại tiếp tục tồn đọng và các bạn sẽ không có thêm bất kỳ một cái phương pháp nào nữa. Và cái 1 triệu mà các bạn bỏ ra để mua thêm gói bảo hành á thì nó lại rút ngắn lại cái khoảng cách với cái chiếc iPhone 14 Pro chỉ còn là 2 triệu mà thôi. Thế nên rõ ràng mình đấy, nếu như các bạn đang phân vân và đang đắn đo về iPhone 13 Pro thì 14 Pro vẫn sẽ là một sự lựa chọn mà mình nghĩ các bạn đáng cân nhắc hơn. Nếu như không đủ tiền thì chúng ta vẫn có thể suy nghĩ đến việc là trả góp 3 triệu trong vòng 6 tháng, thì mỗi tháng các bạn sẽ chỉ trả loanh quanh khoảng tầm 600.000. Nó cũng là một ý rất là hay đấy chứ. Và trên đó là câu trả lời của mình dành đến cho bạn Quỳnh 9337. Và câu trả lời đó đã thuyết phục bạn hay chưa thì hãy comment để lại những cái chia sẻ ở phía bên dưới nhá. Và cũng như bao nhiêu bạn ở trong đây thấy việc là bây giờ lựa chọn 14 Pro sẽ ok hơn so với 13 Pro chỉ với 3 triệu bỏ thêm, thì cũng hãy để lại cái suy nghĩ của các bạn. Còn video của mình thì dừng lại tại đây. Các bạn hữu ích đừng quên để lại một like, share và subscribe kênh YouTube của NT Studio. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.